Vâng, em xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại kênh review điện máy. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người dòng tủ lạnh của Hitachi, dòng hai cánh ngăn đá phía trên. Tủ Hitachi model của 2020 có rất nhiều các tính năng nổi trội so với các năm trước. Con này thì có model khác, model nó là R-FVI480PGV0. Con này thì đang là màu GBK, là màu đen. Thì dòng FVI GV0 thì nó có chia ra làm nhiều dung tích khác nhau. Như là con này là con 480 này, trên nó sẽ có con 510. Đó, đấy là các dòng tủ hai cánh ngăn đá phía trên. Thì con này thì em sẽ đi sơ qua cho mọi người các cái tính năng cơ bản nhất của con tủ này, cũng như là thiết kế bên ngoài của nó. Con này thì được thiết kế của nó là thiết kế mặt gương này là gương mở, các bạn có thể soi được gương ở phía mặt trước như thế này. Đó. Dung tích tủ của nó là 349 lít là dung tích sử dụng, còn dung tích tổng của nó là 480 lít tính cả vỏ. Đó, ngăn đá đây thì với con này thì chiều cao của nó thì nó rơi vào 1m78, 1m78, chiều bề rộng của nó là 66 và sâu là 70 cm. Đó, mọi người có thể tùy theo cái kích thước nhà mình có thể kê vào trong phòng khách được. Đó, hàng Hitachi thì tất cả sẽ được xuất xứ ở Thái Lan, được nhập khẩu từ Thái. Đó, dòng này thì hàng nhập khẩu nó chỉ bảo hành cho mọi người là một năm thôi. Một năm. Ngoài ra thì siêu thị sẽ bảo hành một đổi một trong 30 ngày đầu nếu mà tủ có lỗi của nhà sản xuất. Thì đối với ngăn đá phía trên thì mọi người có một cái cánh có tay cầm như thế này. Tay cầm của nó thì thiết kế ẩn ở bên trong thì giúp cho cái mặt của nó sẽ được tràn ra bên ngoài, sẽ được to hơn. Mọi người cầm vào cái khe lắm và mở ra bên ngoài. Thì đối với dòng tủ này thì nó sẽ có khay đá ở phía trên này. Và có một hộc đá ở đây. Con này thì nó ghi là automatic, thì tức là nó sẽ có chức năng làm đá tự động ở đây. Dòng mới của Hitachi sẽ có thêm chức năng làm đá tự động, và ở phía dưới sẽ có thêm một ngăn đông mềm cho mọi người nữa, tí mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Ở khoang phía trên thì mọi người có thêm một khay kính cường lực này và hai khay chứa đá ở hai cánh. Đó, rất chi là tiện lợi. Ở đá phía trên này thì một lát nữa mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Ở phía dưới thì thế là ngăn mát rất chi là rộng phải gấp đôi ngăn đá. Ở đây phía trên cùng thì mọi người sẽ có thêm một cái ngăn gọi là ngăn đông mềm ở đây nữa. Ở đây có rất nhiều các cái nhiệt độ khác nhau mà mọi người có thể để được, ví dụ như là âm 12 độ C này. Âm 12 C là ngăn đông lạnh, thì mọi người có thể để trái cây đông lạnh ở đây, hoặc là để đá. Mọi người có thể để thịt cá bằng chức năng sử dụng ngăn đông mềm. Tức là cái ngăn này mọi người chuyển đổi được, nó sẽ tự động đẩy vào cho mọi người. Đó, tự động đẩy vào, tự động hút vào để nó tránh mất nhiệt ra bên ngoài. Thì có 4 chế độ cho mọi người. Đây là ngăn đông mềm này. Một chế độ nữa đó là mọi người để đậu phụng hoặc phô mai, thịt nguội. Một chế độ là 3 độ C thì mọi người là để các loại nước hoặc là hoa quả. Đó, rất nhiều chế độ để mọi người để. Ở phía dưới này sẽ có 1, 2, 3 cái kính cường lực cho mọi người để. Và dưới cùng sẽ là cái đựng hoa quả, rau á, đựng hoa quả và rau. Đây là cái hộc để đổ nước vào đây. Mọi người đổ nước vào đây thì sẽ đá đây nó đang dán băng dính nhá. Mọi người đổ nước vào trong cái hộc này thì nước nó sẽ tự động bơm vào theo cái khay này. Đây là cái khay này. Đây mọi người đổ nước vào đây. Người đổ nước vào đây thì bên trong này nó sẽ có một cái chế độ, có cái chức năng hút nước ở đây và hút lên cái khay đá ở phía trên này, bơm nước lên đây. Thì sau khi làm đá xong thì mọi người đá nó sẽ tự rơi xuống như thế này cho mọi người. Tức là nó tự động làm đá cho mọi người. Đó. Tức là cái dòng sản phẩm mới thì năm Hitachi năm 2020 sẽ có thêm làm đá tự động và có thêm ngăn đông mềm, ngăn đông lạnh, chuyển đổi đa năng cho mọi người. Ở đây thì có cánh, sẽ có 1, 2, 3, 4 cánh để mọi người để thực phẩm, trứng này, nước này hay gì đó để vào đây.
rất chi là tiện lợi. Thì đối với dòng tủ Hitachi này thì mọi người có rất nhiều các chức năng, ví dụ như là tiết kiệm điện này, làm lạnh nhanh này, không cần ổ nắp này, mọi người có thể giữ được nhiệt này, và không cần ổ nắp cũng có thể ổn định được điện điện áp cho mọi người, và có ngăn chuyển đổi đa năng, và mặt kính sang trọng. Giá thành của con này thì cũng tương đối là hợp lý so với dòng đa chức năng như thế này. Giá của siêu thị Ecomax thì đang bán với giá 13.890.000 cho dòng tủ hai cánh ngăn đá phía trên và phun chức năng cho mọi người. Nó không có lấy đá hay lấy nước bên ngoài thôi, còn chức năng các chức năng khác mình theo người nghĩ là ok rồi. Đó. Đây thì là tem năng lượng của nó này. Mọi người để ý thấy này, dung tích 348 lít là dung tích sử dụng. Công suất tiêu thụ điện là 110W. Rất chi là nhỏ thôi so với dòng tủ hơn 300 lít. Nếu mà mọi người có nhu cầu mua sắm dòng tủ Hitachi có thể liên hệ trực tiếp với website của Ecomax qua website ecomax.vn, hoặc là đến trực tiếp tại sàn của Ecomax thì bên em đang bày bán rất nhiều các dòng tủ của Hitachi ở đây, từ to đến bé. Rất cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi hết cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.